Kính chào các bậc phụ huynh, các bạn, các con học sinh. Hôm nay cô sẽ tiếp tục hướng dẫn chúng ta quyển sách Bé làm quen với toán. Đây là quyển sách cho các con chuẩn bị bước vào lớp 1. Và phép toán ngày hôm nay chúng ta sẽ học sẽ là phép trừ. Mời các con vào chi tiết bài học. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 9 Bé tập tô, tập viết số 9 và phép trừ số 9. Đây là số 9, các con cùng đọc lớn lên. Số 9. Để làm toán phép trừ số 9, trước tiên các con phải nhìn và biết số 9. Bước thứ hai là các con phải viết được số 9. Bây giờ các con nhìn vào màn hình góc bên tay trái, cô sẽ hướng dẫn chúng ta chi tiết cái cách viết số 9. Viết số 9 gồm có 2 bước. Bước đầu tiên, các con đặt bút ở đây. Chúng ta theo dấu mũi tên, chúng ta vòng qua đây. Đến đây ta kéo xuống theo hướng dấu mũi tên là đã được số 9. Cô sẽ hướng dẫn lại một lần nữa. Số 9 chúng ta bắt đầu từ đây. Ta theo dấu mũi tên, ta vòng qua đây. Đến đây kết thúc bước thứ nhất, ta sẽ thành bước thứ hai là ta kéo xuống. Số 9 đã kết thúc. Bây giờ cô sẽ viết số 9 nha. Bước thứ hai ta kéo xuống. Cô sẽ ví dụ tiếp theo. Số 9 còn lại các con cố gắng viết, tập viết cho thật là nhuần nhuyễn nha. Bây giờ cô sẽ chuyển sang một cái phần mới, đó là cái phần bé tập tô màu. Cô có 9 cây đuốc. Bây giờ các con cùng cô tập tô màu nha. Cô sẽ tô màu tượng trưng. Phần còn lại các con sẽ tô hết màu. Các con có thể tô theo cái màu mà các con yêu thích, hoặc là tô theo cái đề bài hướng dẫn chúng ta tô màu gì nha. Phần còn lại các con cố gắng tô màu thật đẹp, thật đều tay. Bây giờ cô sẽ chuyển sang phần làm toán. Ta sẽ làm toán 9 trừ 3 bằng bao nhiêu. Và thế nào là toán trừ. Cũng như những bài trước, hôm nay cô sẽ hướng dẫn lại. Phép trừ. Phép trừ. Trừ là giảm đi. Giảm đi. Cho đi, mất đi và bớt đi. Các con ơi, chúng ta vào chi tiết bài toán để dễ hiểu hơn. Ô thứ nhất, cô có bao nhiêu cái hình? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cô có 9 hình. Cô sẽ ghi số 9. Dấu trừ, cô ghi lại dấu trừ. Ô thứ hai, cô có 1, 2, 3. Cô ghi số 3. Kết quả bằng bao nhiêu? Cô nhắc lại, phép trừ có nghĩa là giảm đi, mất đi hoặc cho đi. Như vậy cô có 9 hình, 9 cái hoa này.
cô sẽ cho đi 3 cái hoa. Thì cô sẽ còn bao nhiêu cái hoa? Đúng rồi, còn 6 cái hoa. Các con giỏi lắm, cô đếm thử xem có đúng hay không. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy, 9 hình trừ 3 cái hình còn 6 cái hình bông hoa. 9 trừ 3 bằng 6. Cô ghi 6 vào ô trống. Các con đã nắm được bài học rồi đúng không? Bây giờ cô sẽ chuyển sang cái phần tiếp theo. Các con nhìn vào ô thứ nhất. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ở đây cũng có 9 hình. Cô ghi số 9. Dấu trừ, cô ghi lại dấu trừ. Hình số 2 cô có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cô có 7. Như vậy, 9 trừ 7 bằng bao nhiêu? Thứ nhất, cô có 9 chiếc xe. Cô cho đi 7 chiếc xe thì cô sẽ còn lại bao nhiêu chiếc xe các con? 9 mà mình cho đi 7 rồi. Đúng rồi, các con giỏi lắm, mình còn 2 chiếc xe. Như vậy cô sẽ ghi còn 2 chiếc xe ở đây. Cô nhắc lại, 9 trừ 7 bằng 2. Cô ghi số 2 vào ô trống. Cô sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Tương tự, các con cũng nhìn vào ô thứ nhất. Ô thứ nhất cô có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, cô ghi số 9. Dấu trừ, cô ghi lại dấu trừ. Ô thứ hai cô có 1, 2, 3, 4, 5. Cô ghi 5. Bằng bao nhiêu? Cô có 9 con gà. Cô trừ đi 5 con gà. 9 trừ 5 hoặc là 9 mình cho đi 5 thì sẽ còn 4 con. Các con rất là giỏi và ngoan luôn, còn 4 con. Cô nhắc lại, 9 trừ 5 bằng 4. Cô ghi số 4 vào ô vuông trống. Bài học của cô ngày hôm nay, bài 9 phép trừ đã hết. Các con ơi, nhớ nhấn nút đăng ký để nhận được những cái bài mới nhất từ cô. Cuối cùng thì tạm biệt và hẹn gặp lại các con những bài học mới nhất vào lần sau.